nhanh lên, chạy nhanh lên, chạy nhanh lên. Con chó kia, mày ơi, thôi mình phải săn lại. Ôi, ai da ơi, chạy nhanh lên, ba mẹ mình bị cái bọn con người săn bắt nó bắn rồi. Bọn con người đập ác đó. Ai da, ai da, ai da. Chạy trốn, chạy trốn, mình lọt xuống cái hố nào rồi. Con chó mất tiêu rồi, mau đi tìm nó nhanh lên tụi mày ơi. Giờ sao mà mình có thể lên đây trời. Còn chỗ này, ý, nó có một chút xíu à, nó không có đường đi. Giờ mình phải kêu cứu mới được, có ai không? Cứu tụi bay, cứu tụi bay. Ủa sao tự nhiên mình đang đi thì mình nghe có cái âm thanh của con voi ở đâu ra vậy ta? Giống như là nó đang bị tai nạn hay nó mắc kẹt cái gì nó la sùm vậy. Từ từ để mình đi quan sát coi. Ủa hình như là nó phát ra từ trong cái hang này nè. Ôi có ai không giúp ơi, giúp ơi, trời ơi ông ai giúp mình á? Có ai không? Hình như có một con voi ở bên dưới kìa. Ôi có người, có người. Chết rồi, mình bị phát hiện rồi. Chú voi có sao không chú voi? Con người đó có nguy hiểm không vậy? Mày đừng có sợ tao, tao có mía nè. Không? Wow. Có mía kìa tao. Đây, ăn vô đi, ăn vô đây. Mía có mía này, nha. Có mía này. Rồi. Ủa hình như đây là một người tốt nè. No rồi, bây giờ tao dẫn mày lên trên nè, mày đừng có sợ tao nữa. Da. Rồi, ê, rồi. Ê, bây giờ lên đúng mình không? Lên kìa. Ôi, y hên quá, mình được cứu rồi. Rồi lên nè, lên nè, đó. Mày đã đừng thoát rồi đó con voi. Lên tới nơi rồi, yeah. Giờ làm sao để cứu ba mẹ mình đây trời. Ê, voi, hay là bây giờ đi về cùng tao đi, đi. Tao có mía nhiều nè, đi theo tao nè. Có mía kìa. Ông biết người này có thể giúp đỡ được mình không? Nhưng mà mình hy vọng người này có thể giúp đỡ mình cứu ba mẹ được. Thì đi theo mới được. Ủa chỗ này chỗ nào đây trời? Đây chính là nhà của ta nè, mời vào, mời vào. Ủa vào trong rồi. Ui cái nhà này sao nó lớn quá vậy? Nhưng mà sao mà mình đói bụng quá à? Rồi rồi đồ ăn nè, mía của ngươi đây ăn đi. Thoải mái đi, không có mía nữa nè. Ngon quá đi, ngon quá đi. Bây giờ ngươi ăn xong rồi ngươi dưới đây chơi đi. Ta lên lộ ta làm một tí việc. Mình phải kiếm cách nào đó để cứu được ba mẹ mình. Ơi, phải lục lọi trong chỗ này có cái gì không ta? Để coi lục tử mấy cái gương này có gì đây. Ơi, trong đây toàn là khoáng sản với gỗ không à, không giúp ích được gì hết. Còn dưới đây là toàn là gỗ không luôn á. Còn gương trên này có cái gì đây? Cà rốt vàng, hạt giống với lại hoa hả? Thuốc đột biến. Ủa, để mình lấy ra coi mình có thể uống cái lọ thuốc này vô được không? Một bình nè. Ở trên đầu mình có cái thanh gì đó kìa. Còn ơi, uống thêm cho coi. Ơi, nó lại cày lên được ở một miếng đó kìa. Áo quá đi à, thuốc này nó ngon ngon làm sao á. Uống vô tiếp được. Nó lại chạy được lên thêm một chút nữa kìa. Uống vô thôi, uống vô nè. Rồi còn một nhí nữa thôi, mình uống lọ thuốc cuối cùng mới được. Uống vô nè. Ủa sao tự nhiên nghe tiếng gì uống dưới đây rồi. Ôi ê, con khác uống cái gì vậy? Uống vô nè, xong rồi. Ôi, cày đi cày rồi. Ôi, mình bị cái gì vậy, mình bị cái gì vậy? Cái gì vậy? Ôi, cái gì vậy? Ôi, mình quá là cái con gì vậy trời. Hả? Ôi. Mày đừng có nói là mày uống những cái lọ thuốc gọi là biến hình của tao nha. Đúng rồi. Đây là những cái lọ thuốc đột biến mà. Tại sao nhà ngươi lại uống cái lọ thuốc của ta hả? Trời ơi, cho tôi xin lỗi đi. Vì tôi đang cần sức, rồi là tôi phải lớn lên để tôi đi cứu ba mẹ của tôi nữa. Ủa là sao ta chưa hiểu, ngươi giải thích lại cho ta đi. Tại do ba mẹ của tôi á, bị đám thợ săn trong rừng á, bắt đi mất tiêu rồi. Bọn nó dí tôi á, mà tôi bị té xuống cái hố nên là bọn nó không kiếm được tôi á. Ủa vậy hả? Nhưng mà bây giờ nhìn ngươi gớm vậy, chắc chắn là bọn nó sẽ không thèm bắt ngươi nữa đâu. Nhưng mà tôi vẫn muốn cứu ba mẹ của tôi, ai là anh giúp tôi ơi. Giúp bằng cách nào bây giờ? Chỉ cần anh dẫn em tới cái chỗ của bọn cướp đi. Giờ em lớn rồi, em có thể xử được bọn nó luôn á. Được rồi, vậy thì bây giờ ta dẫn ngươi đến cái chỗ ta đã gặp ngươi nè. Đi. Cái chỗ người đã bị cướp đúng không? Đúng rồi. Bị bọn ăn cướp á, bọn gọi là săn bắt thú rừng trái phép á. Đi cứu ba mẹ của mình mới được, nhanh lên. Đi, chỗ nào vậy, chỗ nào vậy? Tôi thấy ở đằng trước không, ở cái nhà màu vàng đó chính là cái nhà của bọn thợ săn bắt trái phép đó. Ở trong chỗ đó á, được rồi, anh ở yên ở chỗ này đi, để em vô em cứu ba mẹ em mới được. Thôi nhưng mà cẩn thận nghe, tôi nói cái súng á. Biết rồi, tấn công. Có con gì đang tới kìa, mau mở cửa lại cho anh biết đi. Tấn công bọn nó, trời ơi. Ui. Cái gì đâu, chuyện gì? Ui, nghe đúng gì? Rồi. Để sợ vậy, tự mấy đâu, mau bắn nó nè. Ui, trời ơi, bọn mày bắn mình kìa. Ui, đau quá. Chạy thôi, mình định vô cứu ba mẹ mình. Mà nó bắn đau quá đi à, thì dạ đau quá à, trốn. Quay lại đây, trời ơi, bây giờ hình như là bọn này, bọn chúng có gì
Vô dùng súng thì bọn chúng xả súng bắn hay ghê thật luôn á. Trời nó bắn mà đau, đúng đau luôn á. Trời máu mày mất quân hết máu luôn á. Trời ơi, ta nghĩ là ta cần phải nâng cấp cho ngươi rồi. Hồi nãy ngươi có biết ngươi uống cái lọ thuốc hồi nãy là của ai không? Đó chính là của bà Phù Thủy đó. Cho nên bây giờ nếu muốn nâng cấp, ngươi phải cần uống thêm lọ thuốc tiếp theo của bà ta. Để tôi uống cái lọ thuốc cho vậy. Bà Phù Thủy ở chỗ nào vậy? Ngươi dẫn đi, dẫn đi. Trời ơi, bây giờ ngươi cứ đi theo ta đi, ta sẽ dẫn cho ngươi đi theo nè. Trên này nè, ngọn núi này nè, đó tới rồi đây. Tới rồi đấy à. Ôi, cái nhà nhỏ xíu vậy, mình to quá, mình đi vô chắc phá nát cái nhà này luôn á. Bà Phù Thủy ơi, bà Phù Thủy ơi, có nhà không bà Phù Thủy ơi? Đúng rồi, bà Phù Thủy ơi, có nhà không vậy? À, có chuyện gì, có chuyện gì đó. Ở đâu ra không có việc gì vậy, vậy? Mau đuổi nó đi đi, sao được? Ây da, trời ơi, đừng đuổi tôi mà, tôi đang cần bà giúp đây nè. Nhưng mà các ngươi cần cái gì hả ta? Bà nhớ hôm bữa bà có đưa cho tôi một cái loại thuốc gì biến dạng không? Ngày hôm nay tôi cần bà nâng cấp cho thằng nhóc này lên nè. Cái thuốc không chứ ta chế tạo cho ngươi đã hết nguyên liệu rồi. Bây giờ nếu ngươi muốn ta chế tạo thêm, ngươi phải đi tìm heo cho ta đi. Ủa vậy thì bây giờ tụi mình cần những nguyên liệu gì vậy bà Phù Thủy? Chế tạo được loại thuốc tiếp theo thì ngươi phải cần một bông hoa quý đời, 10 con mắt nhện và 5 quả cà rốt vàng thì ngươi mới thể chế tạo được. Được rồi, vậy bây giờ để bọn tôi đi tìm công thức đó cho. Bây giờ tao với mày cùng nhau đi tìm công thức thôi nào, vui con ơi. Đi đi thôi, đi thôi, đi thôi. Giờ chúng ta đi kiếm món đồ nào trước đây? Ta nhớ là ở cà rốt vàng thì ở nhà ta có đó, mau quay về nhà của ta kiếm đi. Tới rồi, rồi đây, vô đây, vô đây, vô đây, vô đây. Ta nhớ trong nhà kho của ta có rất là nhiều nè. Ôi, mày phá đường đi vô được trời, phá nè. Ui, có chưa, đủ 5 miếng cà rốt vàng rồi nè. Vậy đi tìm món đồ tiếp theo thôi, đó chính là bông hoa của Weeder. Tụi mình qua chỗ nào nó lạnh lạnh đi như kiểu phía băng á, thì tụi mình mới tìm được Weeder. Vậy á, được rồi, đi qua bên đó thôi, tới chỗ băng rồi nè, giờ làm sao nữa? Thôi, được rồi, ở ngay chỗ này thì ta nghĩ ta sẽ phải chế tạo ra một con Weeder. Đây, 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 bây giờ ta sẽ làm cho ngươi coi con Weeder nha. Với lại, ngươi đặt thêm 3 cái đầu như thế này nè, đó. Ui, nó ra rồi kìa, nè. Giờ thì làm sao nó tiêu diệt nó hả? Đúng rồi, bây giờ chơi tiêu diệt nó sẽ có cái bông hoa đó. Cố lên. Nó chấp gì vậy? Ôi, nó thở cái da, ai da. Ôi, được rồi. Đó, tới đây. Ôi, mình lao vô người nó được. Đâu rồi, con quỷ thần kia đứng lại đó. Ai da, nó đâu rồi? Ai da, trời nó mạnh quá vậy. Đó là, mày nè con. Một con cánh nó mình kia. Tiêu gì cho con quỷ thợ đó rồi. Ôi xong rồi, ôi có, hay lắm, đúng rồi đó. Ui, có bông hoa luôn rồi nè, với có thêm một ngôi sao nữa. Trời ơi, rồi. Nè, vô đây nguyên liệu là đủ rồi. Còn thiếu một món nữa kìa, mắt nhện. Đúng rồi, 10 cái mắt nhện. Thì bây giờ tụi mình phải đi tìm mấy con nhện đi. Đi, tìm nhện thôi. Kìa, ở đằng kia quá trời nhện luôn kìa. Ui, quá trời nhện luôn. Được rồi, nó bay qua mới được rồi. Bay rồi, bọn nhện. Ây, lướt tới tiêu diệt đó. Lại vô đây nhí máu à. Ây da, mày này con, để coi được bao nhiêu con mắt này. Ui, đủ 10 con mắt rồi nè. Yeah, vậy là đủ nguyên liệu anh ơi. Đi lên thôi, đi lên thôi. Rồi, lên gặp bà Phù Thủy thôi. Bà Phù Thủy ơi, tôi tới rồi nè. Đó nè, có đủ nguyên liệu nè, đây nè, hoa nè, cà rốt vàng nè, trời, đưa cho bà đó. Để ta vô ta chế thuốc cái. Hình như bà đem pha chế thuốc gì bên trong kìa. Mau chóng nhanh lên lên, mình muốn được tiếng quá, mình muốn được tiếng quá để cứu ba mẹ mình. Xong chưa trời, xong chưa. Ôi, cũng xong rồi, ta vừa mới chế tạo một thuốc đột biến ít. Và bây giờ chỉ uống vào người sẽ đột biến mạnh hơn. Ồ, vậy á, đột biến ít chứ gì. Được rồi, uống vô thôi nào. Uống vô nè. Không biết anh ở đây chạy kìa. Ui, nó gần đây rồi. Ui, nó đầy rồi kìa. Ui, mình đang bắt đầu được tiếng quá lên nữa rồi. Ui, mình to quá đi nè. Ôi, nhìn em to thật đó, nhưng mà với cái cơ thể này chắc chắn sẽ cứu được ba mẹ em rồi đó nha. Đúng rồi. Trời ơi, các bạn có ai thấy cái này đáng sợ không hả? Ôi, cơ thể mình giờ như bằng đá luôn rồi. Được rồi, em sẽ đi cứu ba mẹ em đây. Đi cẩn thận đó nha. Được, cảm ơn anh với bà Phù Thủy nhiều nha. Giờ đi đập mấy cái bọn ăn cướp kia thôi. Quay lại rồi đây, mình đã quay lại chỗ này rồi đây. Ê, có cái gì đang tiến tới đúng không? Một con quái vật khổng lồ hả? Ôi, người đó ai là quái vật ra? Đằng này ta sẽ xử bọn bay luôn nè. Cái bọn con người kia. Bắn nó đi. Chặt nó bay nè, phá hủy hết, ôi trời, đó là quái vật, người đó ai quái vật, tên mấy tên con người kia. Trời ơi, con đâu cho ta. Ôi, mình mới đập từng tên, ai da, ui, cái tên này bắn đau, con người nè, ta ăn thịt con bay nè,
đứa nào nữa nè, chắc là đứa một luôn, một bên này đó, mày đi nè, còn cái này đi mày, đã tiêu diệt hết được bọn cướp là còn con này đó, mày làm cái gì? Đúng giờ mình quá mạnh luôn rồi, nhưng mà giờ mình không còn là một con voi nữa rồi, mình sẽ cứu ba mẹ mình xong rồi mình đi chỗ khác mới được. Thôi, mình nghĩ mình phá đi đó xong rồi, giờ để ba mẹ mình tự đi ra thôi, chứ giờ mình không tới gặp ba mẹ mình được nữa rồi. Vì giờ mình đã biết một con quái vật rất là kinh dị luôn á. Giờ mình phải đi đâu đây ta? Quái thằng kia, tao thấy người cũng hợp làm một trợ thủ trong sự đồ ba ly cùng với ta lắm đó. Ôi, người là ai vậy? Cháu nhìn mặt cũng thấy ghê giống ta quá vậy. Thôi, bây giờ hãy cùng bọn ta quay về sở thú sự đồ ba ly đi. Bọn ta cũng là đồng loại với người hết trơn đó. Cái gì cũng là đồng loại á, vậy thì cũng được. Nhưng mà bây giờ hình như người cũng to quá rồi, để ta giúp cho người cái này. Ây chó, giúp cái gì chứ? Ủa, cái gì vậy? Ui, đúng rồi đây, chính là hình dạng mà ta cần nè. Ôi cái gì, mình trở lại hình dạng này rồi hả? Ơi cũng được, thôi chúng ta đi thôi nào. Được rồi, bây giờ đi, chúng ta sẽ dẫn đường cho người đến sở thú Sunomali nè. Thôi, vậy thì đi thôi.